Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, danh Chúa. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ đang lúc đó trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng hỡi giê xu Nazareth có chuyện gì giữa chúng tôi và ông ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao tôi biết ông là ai là đấng thánh của thiên chúa chúa giê xu quát bảo nó rằng hãy im đi và ra khỏi người này thần ô uế liền dằn vặt người ấy thét lên một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng cái chi vậy đây là một giáo lý mới ư người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh người danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng kính thưa quý cụ, quý ông bà, những người yếu đuối, bệnh tật, những người neo đơn, những người đang trực tiếp dâng thánh lễ qua những phương tiện truyền thông xã hội. Tin mừng hôm nay chỉ muốn nói với chúng ta một điều duy nhất từ lời nói đến việc làm. Tin mừng thuật lại Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy người ta như đấng có uy quyền Không phải thứ uy quyền trần thế bạo lực Mà là uy quyền phát xuất từ Thiên Chúa Bởi vì Chúa Giêsu là con ai? Con Thiên Chúa Ngài là ngôi thứ mấy cơ? Ngôi thứ mấy trong ba ngôi Thiên Chúa? Ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa Ngài giảng dạy khác hẳn các luật sĩ. Qua Chúa Giêsu ngài là lời, cho nên lời Thiên Chúa loan báo thật sinh động và kèm theo là thực hiện những việc làm yêu thương. Chúa Giêsu không có một cái chương trình nào khác, không có một cái agenda nào hết, ngoại trừ là loan báo tin mừng tin mừng của Chúa trong lời và trong hành động. Tin mừng Ngài rao giảng không chỉ bằng lời mà bằng những hành động yêu thương cụ thể, không có kiểu yêu thương chung chung vậy, không có kiểu yêu thương là đưa tay lên miệng, mi gió gửi lên mi thật. Yêu thương của Chúa Giêsu ngài ôm lấy những người nghèo, ngài ôm lấy những người bị vứt ra bên lề xã hội ngài thấy người ta đói người ta theo ngài suốt ngày ngài bảo ngồi xuống cho họ ăn đi cụ thể mắt thấy tai nghe lời nói phải dẫn đến việc làm thì mới có sức thuyết phục chúng ta vẫn thường nói lời nói lung lay gương bày lôi kéo phép lạ là, chữa lành người bị thần ô ế ám đã minh chứng rõ ràng cho chân lý này. Chiêm ngắm Chúa Giêsu giảng dạy và làm các phép lạ, chúng ta có quyết tâm lắng nghe lời Chúa dạy để chỉ nói lời Chúa, nói bằng cách này hay bằng cách khác. Trong các bài thánh ca, chúng ta để ý những tác giả nào chịu khó nghiền ngẫm lời Chúa thì họ sẽ gợi lên biết bao nhiêu hình ảnh của Kinh Thánh. Chúng ta có biến những lời nói thành việc làm, mà việc làm cụ thể hay không? Và lời nói rõ đi đôi với việc làm không? Trong những ngày chuẩn bị mừng Tết quý mão, chúng ta hãy dành thời giờ thăm nom Cụ thể, thăm nom thật chứ không đừng qua điện thoại message cả một mùa Giáng sinh Tôi nhận được rất nhiều message chúc mừng Giáng sinh Người nào gửi cũng giống y như người nào Nó có một cái chương trình sẵn là cứ vậy là bấm thôi Rồi nhấn cái con tim để trả lời là yêu mến Thành ra nó như là robot vậy Hãy thăm nom thực sự Mỗi người có một hoàn cảnh Chúng ta thăm nom những người già Neo đơn, đau khổ Đang nằm trên giường bệnh Chúng ta hãy nhìn họ để chúng ta cảm thấy rằng là có những con người đang chịu đau khổ để cầu nguyện cho chúng ta chúng ta an ủi giúp đỡ những người già yếu neo đơn nhất là sống hiếu thảo với cha mẹ bằng yêu thương nhau anh chị em hãy yêu thương nhau đừng đem tiền về cho mẹ đừng đem nỗi ưu phiền về cho mẹ như một bài hát nào đó mà tôi mới nghe chiều nay hãy đem mùa xuân đến với các ngài